Chào bạn đã nhớ quay trở lại với học SEO Audit toàn diện. Thì trong phần này á, là một chuỗi video thì mình sẽ nói về gọi là về cách bạn xử lý bên gọi là bên phía mặt off page SEO. Tại vì toàn bộ những cái phần mà trước đó bạn đang học thì nó đã về Google Manda rồi, và cũng như về khía cạnh technical, toàn bộ những thứ mà liên quan tới on site SEO thì toàn bộ bạn đã hiểu được rồi. Thì bây giờ là phần wrap, phần cuối cùng nó vô. Thì sau khi qua qua câu chuyện là off page SEO này thì có một số phần thì nó vẫn dính líu bên gọi là Google Manda, nhưng mà hầu hết á cái phần off page SEO thì nó dính dáng Google Penguin là chủ yếu. Nên trước khi mà vấn đề chính á, thì mình cũng mong muốn rằng là nói với bạn để bạn hiểu rõ về cái thuật toán Google Penguin. Thì Google Penguin nó ra đời vào 24 tháng 4 năm 2012. Thuật toán này được tập trung vào việc xử lý sự chạm các website nó vi phạm chính sách Google thông qua việc thao túng công cụ tìm kiếm bằng việc sử dụng backlink cho tới website. Thì Google Penguin thường có khả năng update 6 tháng một lần trước đó, thời gian trước đó thôi. Nhưng đến khoảng đầu 2017 á, thì Google Penguin đã được sáp nhập vô bên trong các thuật toán của Google rồi. Thì giống như trước đó, mỗi lần Google Penguin cập nhật 1.0, 2.0 và 3.0 nó hiểu như nó bộ lọc, bấm nút cái lọc 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 đi chẳng hạn. Thì bây giờ là như mình nói chữ trang bên Google Manda, nhưng mà bây giờ thì nó là mất rồi. Thì bây giờ Google Penguin nó đã trở thành một trong những thuật toán xếp hạng của Google. Thì thành ra Google và Google Penguin thậm chí bây giờ là real time nữa, thành ra nó sẽ xử lý real time luôn, xử lý một cách gọi là có thể liên tục cho bên khoảng thời gian rất là ngắn hạn. Thì đó là thời gian hiện tại Google Penguin. Và bên phía Google Penguin á, giống bên các lỗi của Google Penguin nó phạt nó khác với Google Panda. Panda chủ yếu nó dính dáng on page SEO của cái nội dung đó. Còn Penguin ấy thì nó phạt cái gọi là cái thứ nhất là mật độ uncontext. Nếu như mà bạn triển khai bạn sử dụng cái uncontext SEO của bạn nó quá là nhiều đi chẳng hạn, mật độ thì nó chẳng hạn như là từ khóa bạn nhồi nhét quá là nhiều, ví dụ mật độ từ khóa của bạn là 30%, 40% chẳng hạn, thì nó sẽ bị dính lỗi, là bạn sẽ bị gọi là bị ý là có thể bị Google Penguin nó vô nó vào nó phạt website của bên phía bạn. Và một trong những cái mà mình cũng có viết, thì một trong những cái mà mình có giới thiệu qua thì đó là bài viết của Uncontext của GTV SEO, thì bạn cũng có thể tìm hiểu qua. Thì bài viết này mình nói về rất là kỹ về cái gọi là tổng hợp cái Uncontext và case study của bên GTV mình khi mà triển khai về bên phía Uncontext và các mật độ bạn nên sử dụng. Thì bạn nên search về cái là bạn bạn nên đọc qua bài viết này rồi. Và thứ hai nữa, nó phạt cái các link mà liên kết chỗ tới website của bên phía bạn mà nó tới từ cái hàng xóm nó xấu, giống như là ví dụ như là website porn những hạn, website bị hack hay website nó bị malware các thứ khác, nó phạt website của bên phía bạn đi. Thì bạn cũng có ý là thương hiệu của bạn Win nó sẽ phạt bạn ở những trường hợp đó, hoặc là website của bạn bị footprint. Footprint là giống như là nó trùng địa chỉ IP, địa chỉ DNS, địa chỉ tên đăng ký Google Analytics ID, AdSense ID, tất cả các thứ khác. Hoặc là bạn chọn cái gọi là sidewire link, có là chọn bạn để backlink của bên phía bạn á, chọn lên để trên menu bên phía header, là bên menu bên sidebar hay là ở dưới footer sidewire, bạn bắn một lần đó thì bạn hàng ngàn chục ngàn backlink trở về website của bạn á, thì khả năng bị phạt nó cũng rất là cao trong những cái trường hợp như thế này. Thì đó là các lỗi bên phía Google Penguin phạt. Thì hình phạt của Google Penguin á, ngược lại bên phía Panda một chút, thì Penguin của bên phía bạn nó sẽ có rớt top như một cái thác đổ vậy, như bạn rớt đâm đầu thẳng xuống dưới. Thì cái hình biểu đồ của bên phía Penguin mà nó phạt website của bên phía bạn nó thường có xu hướng là đâm đầu xuống, khác với lại Panda là nó có thể giảm xuống một nửa, sau đó xong rồi nó từ 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 xong rồi giảm xuống một nửa tiếp, ví dụ như vậy. Hoặc là bên Panda là nó giảm dần. Thì như trong cái video đầu tiên mình, những cái video đầu tiên mình cũng có cho bạn ví dụ về Panda với Penguin rồi, thì Penguin là rớt đầm rớt ầm xuống và Penguin phạt đó, thì bạn sẽ rớt từ trang nhất hay gì đó, trang nhất hay hai gì đó, và rớt xuống top 35 vậy đi. Và thường thì nó khoảng là trang 5 đến trang 8, trang 5 đến trang 8 hoặc thậm chí là ngoài top 100. Thì khi mà bị Google Penguin phạt đó, các URL bạn nó cũng có thể lên sai luôn. Ví dụ như bạn đang SEO URL A, như là nội dung A chẳng hạn, nhưng mà bạn bắn backlink nội dung uncontext của đó, nó nhiều quá, thì bây giờ nội dung B nó lại lên. Thì khi mà câu chuyện nội dung B lên thì có thể là do nội dung trang A bạn đã bị bắn quá liều về uncontext ở trong trường hợp đó. Và đôi khi Penguin đánh quá mạnh thì như mình nói, nó vẫn có thể có khả năng là bay khỏi top 100. Và Penguin nó có thể phạt cụm từ khóa, ví dụ như bạn thấy cái từ khóa chính xác của mình phía bạn mà SEO đi, nó không nằm trong top 100 luôn, hoặc là thậm chí là nó
top 5 tới là top trang 5, trang 8 gì đó, hoặc thậm chí là nó không nằm trong top 100, nhưng mà những cái từ khóa dài của bên phía bạn thì bạn đã thấy vô trang nhất. Ví dụ như vậy thì bạn có khả năng bị Google Penguin rất là cao trong trường hợp đó, là mình thấy là thường là chắc chắn luôn trong việc Google Penguin. Thì đó là câu chuyện khi bạn bị bạn về bên phía phạt với cụm từ khóa đó, hoặc là có thể phạt chính trang đó thôi, hoặc là phạt tổng cái danh mục đó, hoặc là phạt tổng một cái website. Thì y chang như của Panda, nếu như Penguin của bạn quá là mạnh đi thì nó phải phạt tổng một cái gọi là website, tổng thể website, rất là một cách tổng thể website. Chỉ có khác với Panda một chút, là cái việc mà bạn phát hiện ra Penguin, và cũng như rằng đó là cái việc mà bạn tìm hiểu và xử lý Penguin đó, nó cũng nhanh hơn rất là nhiều. Nên thành ra chuỗi video này cũng rất là ngắn, và cũng như là lúc mà bạn khắc phục được nó và bạn quay top trở lại nó cũng rất là dễ dàng. Đâu đó khoảng đó 3 đến 4 tuần gì đó thì thường thì mình đã thấy thứ hạng nó quay trở lại rồi, thì cùng lắm lâu lắm là khoảng 1 đến 2 tháng. Còn lại là tất nhiên là theo cái cách mình sử dụng trong cái gọi là cái video này nha. Còn khi mà mình sử dụng trực tiếp thì mình sẽ nói với bạn một số lưu ý rõ hơn. Thì đó là về hình phạt của Penguin, và bạn phải cẩn thận với lại việc rằng là bạn đừng có nghịch với các tool mà bắn link, ví dụ như các tool như là GSA, GSA, SCN Networker, Xtremer, tất cả các công cụ bắn backlink khác. Nếu như bạn chưa hiểu rõ về bản chất về link á, thì bạn đừng có triển khai cái gọi là cái backlink. Mình thấy có rất là nhiều chuyện khác bên phía mình, độ cạnh tranh nó rất là cao, nhưng mình không triển khai backlink nó vẫn có khả năng gọi là lên top. Mà khi mình tất nhiên mà khi triển khai backlink thì nó vẫn mạnh hơn, lên mạnh hơn rồi. Nhưng mà quan trọng ở đây ý mình đang muốn nói rằng là cái việc mà on page mình chỉnh sửa như những gì mà bên phía mình audit trong cái gọi là cái form SEO audit á, mà từ đầu tới giờ đó là quan trọng. Sau khi bạn chỉnh sửa hết toàn bộ, như bên phía mình như hạn mình thường tôi ưu hết toàn bộ on page, tôi ưu hết về code, tôi ưu về hết về cái khía cạnh là technical kỹ thuật SEO, tôi hết về câu chuyện là content, tất cả thứ khác cho nó thật sự là chuẩn, xây dựng cái entity thương hiệu, sau đó rồi mới bắt đầu áp dụng và xây dựng entity thương hiệu, xây dựng entity trên cái cấu trúc bằng semantic content và tất cả những thứ khác, sau đó rồi mình mới tới giai đoạn cuối cùng, mới là giai đoạn thúc đẩy, mới là giai đoạn về bắn link. Thì thành ra là bạn hãy đảm bảo tất cả những yếu tố kia nó tuyệt vời và xuất sắc luôn, thì việc bắn link của bên phía bạn nó sẽ dễ lên dàn lên top hơn rất là nhiều. Và bắn link của bên phía bạn nó là đừng có spam quá là nhiều, đừng có sử dụng forum quá là nhiều. Ở đây forum trước đó một năm về trước có thể cảm thấy hiệu quả một chút đi, nhưng mà hồi hiện tại thì mình thấy nó không có hiệu quả một chút nào cả, và nó thậm chí là nó có tác dụng, ý là nó còn có hiệu quả tiêu, ý là nó theo thiên hướng tiêu cực hơn cơ. Thì forum có một số lưu ý, mình vẫn triển khai forum nhưng mà với số lượng rất là ít, và mình sẽ khi mà mình nói về câu chuyện forum ở những video sau thì mình sẽ lưu ý cho bên phía bạn, và đừng có dùng mấy cái web 2.0 blog mà kiểu để spam quá là nhiều. Chất lượng link quan trọng hơn số lượng rất là nhiều, như bạn thấy ở bên phía content rồi, chất lượng content với số lượng content thì chất lượng được ưu tiên hơn rất là nhiều. Và backlink của bạn nó phải có traffic nữa, backlink của bạn phải có traffic, bao gồm là nếu như backlink của bạn ở tầng 1 và tầng 2 thì thường cả tầng 1 với tầng 2 nó đều phải có traffic vô luôn. Nó phải đảm bảo đủ 3 yếu tố là Chipotle, trust, traffic và team backlink của bạn phải, bài viết trên backlink của bạn nó phải được coi như là một bài viết cực kỳ là chất lượng, một bài viết á mà nó được tối ưu y chang như bên phía content on site của bên phía bạn vậy, content bên phía website money site của bạn vậy. Thì bạn mới website đó nó có trust, nó có traffic và nó có cái phần team trong đó thì bạn mới chắc chắn là cái backlink nó bền vững được. Và khi mà bạn bị thấy rằng top của bạn rớt ra khỏi ngoài top 35 đi, thì bạn cũng lưu ý rằng bạn cũng có thể có khả năng bị cả Panda lẫn bị Google Penguin, chứ bạn không có hẳn là bạn bảo là ngoài top 35, ngoài top 40 rồi. Thành ra rằng chắc là nó chỉ có Penguin thôi, không có Panda thì nó không đúng, là nó có bị cả hai. Thành ra bạn hãy coi chừng và bạn kiểm tra hết toàn bộ và xử lý. Thì đó là về câu chuyện mà bên phía Google Penguin. Thì sau đây mình sẽ cho bạn một số cái minh họa để bạn nhìn dễ nhìn nhận hơn câu chuyện là Google Penguin là như thế nào. Rồi đây là một số minh họa mà mình muốn nói cho bên phía bạn. Ví dụ như đây là một website mà mình chọn ra đi, thì gạch cho tốt.com sàn gạch lát nền. Nếu như bạn thấy để ý, ví dụ như từ khóa chính của họ SEO là gạch lát nền này như thế, thì như bạn thấy vào ngày khoảng đâu đó ngày tháng chun là tháng 6, là ngày 10 tháng 6 á, thì nó là top 13. Cũng vào khoảng thời gian này bạn thấy là cái khoảng như là cuối tháng 6 gì đó, cuối tháng 5, cuối đầu tháng 6 gì đó, nó rớt một cách đột ngột xuống. Thì cái phần này á, mình theo mình nhận định thấy rằng là nó bị Google Penguin phạt. Bởi vì khi mà bạn thấy á, là từ khóa bay rất là ghê, nhưng mà thấy hàng loạt từ khóa loss là trang nó trang nhất, cái tự nhiên bập bay hết ngoài top 100 luôn. Mà từ khóa chính là gạch lát nền đi đúng không?
Thì nếu như bạn để ý thì câu chuyện gạch lát nền ở đây khi mà lên khoảng đâu đó là đây ngày 14 tháng 6 á, thì nó vẫn còn là rớt xuống năm hẹn, lại còn từ top 13 xuống top 18. Như bạn thấy từ ngày 17 đi hẹn, gạch lát nền nó từ top 18 nó bay xuống top 61, hay là top 79 luôn, rớt 61 hẹn luôn. Thì Penguin thường có xu hướng phạt như thế này và Penguin cũng có xu hướng phạt như thế này. Nhưng mà nếu như bạn để ý á, đôi khi Penguin nó phạt nhưng mà từ khóa một số từ khóa nó vẫn còn đứng top, nên ra bạn thấy nó vẫn còn 100 mấy traffic trong cái giai đoạn mà tháng 7 này đó. Thì sau khoảng thời gian đó hay là website nó bắt đầu tăng, ý là sau hình như chắc qua thời gian án phạt hay sao thì nó bắt đầu gỡ lại và bắt đầu tăng trưởng lên trở lại theo như mình nhận định, mình thấy như vậy. Nên đó, đây là một cái trường hợp của bên phía Penguin. Bạn có thấy là trường hợp Penguin nó bay rất là khác, bạn hãy coi lại cái trường hợp của Panda. Panda của những cái video trước đó nhưng mình cho bạn coi thì nó nhảy một lần xuống trang 2, trang 3 gì ạ, nhưng mà hai ngày nó bay thẳng một phát là coi như bay khỏi trang 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 4, trang 5, trang 6 gì luôn, nó bay như thế này. Thì bạn hãy nhìn nhận nó cái trường hợp của Penguin điển hình. Thì đây là toàn bộ video về bên phía Penguin rồi. Thì trong cái phần tiếp theo mình sẽ nói về checklist của bên phía Penguin và cũng như mình sẽ nói sâu hơn về cách sửa phạt của nó. Rồi hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.